Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang ngồi trên chiếc xe Ford Explorer 2022. Thì Cường có một điều muốn chia sẻ cho quý khách hàng đang sử dụng chiếc xe Ford Explorer 2022 này. Đó là về cái vấn đề là cái lúc ban đầu khi chúng ta nổ máy trên chiếc xe Ford Explorer này thì nó sẽ hơi có cái tiếng ồ của cái động cơ. Thì có rất nhiều khách hàng gọi điện thoại đến cho Cường hỏi: ủa em ơi, sao xe của anh mới mua mà nó lại có cái tiếng ù làm cho anh rất là khó chịu và nó kéo dài trong suốt cái lúc mà ban đầu anh nổ máy. Thì đây là một chiếc xe mà lúc ban đầu chúng ta nổ máy, cái thời gian đề ba ban đầu nổ máy, cái tiếng động cơ nó hơi ù do cái vòng tua nó hơi cao một xíu, nhưng mà nó sẽ diễn ra trong khoảng 10-15 phút cơ. Chứ nó không giống như những cái dòng xe thông thường là nó khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là cái guarantee nó trả về khoảng tầm 800 vòng 1 phút là nó sẽ hết cái tiếng ù này. Nhưng mà đối với lại Ford Explorer thì nó sẽ hơi ù hơi lâu nha. Nó khoảng, ví dụ như nếu mà quý khách hàng mà cứ nổ máy chạy từ nhà đến công ty khoảng tầm 15 phút thì nó ù từ nhà đến công ty luôn. Cho nên là hỏi Cường là: ủa em ơi, sao xe của anh nó ù từ lúc mà anh chạy đến công ty luôn? Do là mình đi quãng đường nó quá ngắn, đi nó khoảng tầm 15 phút thôi, cho nên là nó xảy ra cái tình trạng nó bị ù như vậy. Thì đây, quý khách hàng có thể xem. Bây giờ Cường nổ máy nó đâu đó cũng khoảng tầm 10 phút rồi đó, nhưng mà cái tiếng ù Cường vẫn nghe được. Đây, không biết Cường không nói nữa thì để các bạn nghe có nghe được hay không. Đó, không biết quý khách hàng có nghe được hay không, nhưng mà nếu mà ngồi ở vị trí của Cường thì nghe rất là rõ. Nổ cũng đâu đó khoảng gần 10 phút rồi nhưng mà nó vẫn ù. Thì đây các bạn để ý, cái vòng tua của nó bây giờ đang khoảng 1.000 vòng một phút. Thì cái nhiệt độ máy của nó chưa đạt đến cái ngưỡng nhiệt độ là khoảng tầm 90 đến 95 độ C. Thì khi mà cái nhiệt độ máy nó đạt đến cái ngưỡng 90-95 độ C thì lúc này cái vòng tua máy nó sẽ hạ xuống cái mức ổn định là khoảng 800 vòng một phút, thì lúc đó nó sẽ hết cái tiếng ù này. Thì đối với lại Ford Explorer thì nó phải mất khoảng tầm 15 phút thì nó mới đạt được cái ngưỡng nhiệt độ là khoảng 90 đến 95 độ C nha. Tại vì cái máy của nó tương đối là lớn và cái hệ thống giải nhiệt của nó tương đối là lớn, cho nên nó sẽ hơi mất thời gian hơn những cái xe khác. Thì tí nữa Cường sẽ đợi cho đến nó hạ cái vòng tua xuống, Cường sẽ quay lại cho bạn xem. Rồi, sau khoảng 15 phút thì các bạn để ý cái vòng tua máy giúp Cường. Bây giờ nó chỉ còn khoảng 800 vòng một phút mà thôi. Nhiệt độ máy thì nó vẫn chưa đạt được cái ngưỡng tối ưu nhất là khoảng 90 đến 95 độ C. Nhưng mà bây giờ vòng tua máy nó đã hạ xuống 800 vòng một phút rồi. Bây giờ các bạn hãy nghe nè. Không nghe được tiếng động cơ luôn các bạn. Chỉ nghe được cái tiếng là cửa gió điều hòa Cường đang mở ở đây mà thôi. Rất êm vào, sờ vào không có độ rung luôn các bạn, rất êm, không hề có một cái độ rung luôn đó. Cho nên quý khách hàng hãy lưu ý nha, đối với lại Ford Explorer 2022 nổ máy ban đầu nó mất khoảng 15 phút để nó hạ từ cái vòng tua guarantee là 1.000 vòng xuống 800 vòng một phút, nó sẽ hơi mất thời gian hơn đối với lại những cái xe khác. Những dòng xe khác thì nó khoảng từ 1 đến 2 phút, cùng lắm là 3 phút nó sẽ hạ xuống cái vòng tua máy thấp hơn rồi. Nhưng mà đối lại Ford Explorer nó sẽ hơi lâu một xíu, thì nó sẽ làm cho chúng ta hơi khó chịu ở 15 phút ban đầu. Nhưng mà cái này là một cái tình trạng kỹ thuật bình thường của một chiếc xe, chứ chiếc xe của chúng ta không gặp bất cứ một vấn đề gì. Thì đối với lại những quý khách hàng mà di chuyển chiếc xe từ công ty đến nhà hay từ đi những cái hành trình nó ngắn, nó khoảng 10-15 phút á, thì chúng ta sẽ hơi khó chịu một xíu. Còn khi mà sau 15 phút này rồi thì cái máy nó êm ru cực kỳ em. Một cái bài review nhanh để chia sẻ cho quý khách hàng về cái chiếc xe Ford Explorer này, để cho quý khách hàng mà đang sử dụng xe này thì không có bị bỡ ngỡ hay là mình thắc mắc về cái vấn đề này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.